Bộ trưởng Ngoại giao nói về di sản đối ngoại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Giao thông trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về những dấu ấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đối ngoại Việt Nam. Gần 60 năm được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng với tầm nhìn chiến lược, khoa học và biện chứng, nhân quan chính trị sắc bén, luôn gắn kết chặt chẽ lý luận với tổng kết thực tiễn, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật vào xây dựng, hoàn thiện lý luận, cương lĩnh của Đảng ta về phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Những dấu ấn đóng góp về tư tưởng, lý luận của đồng chí được thể hiện qua đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng tại các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiều lĩnh vực cũng như qua nhiều cuốn sách, tác phẩm của đồng chí được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài đồng tình, ủng hộ được giới nghiên cứu khoa học, lý luận và lãnh đạo của nhiều nước đánh giá cao. Những tác phẩm này có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, về xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm nhiều dấu ấn nổi bật của đồng chí nguyễn phú trọng trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí trên cương vị tổng bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết kết luận chỉ thị về xây dựng hoàn thiện đường lối đối ngoại của đảng nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới Bên cạnh việc kế thừa, phát huy những thành quả đối ngoại của các giai đoạn trước và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ta về đối ngoại từ nhiệm kỳ Đại hội 11 đến nay có nhiều bước phát triển mới về tư duy, lý luận cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn đối ngoại của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư. Có thể nói nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nêu trong các bài viết, phát biểu về đối ngoại, chính là sự phản ánh khái quát, chọn vẹn nhất những nội dung cốt lõi và xuyên suốt về triết lý, bản sắc, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ cơ bản và phương thức triển khai của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa, cốt cách dân tộc Việt Nam được tôi luyện qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh vào điều kiện phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bản sắc đó là gốc vững, thân chắc, cảnh huyền truyền kiên định nguyên tắc nhưng sáng tạo, khôn khéo, linh hoạt về chiến lược, đoàn kết nhân ái nhưng luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Một điều đặc biệt trong nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng là lần đầu tiên trong lịch sử đối ngoại Việt Nam, Đảng ta tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc và người đứng đầu Đảng ta viết một cuốn sách riêng về công tác đối ngoại, xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam thể hiện sâu đậm tầm vóc trí tuệ của đồng chí Tổng Bí thư, đóng góp vào phát triển tư duy, lý luận và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng ta. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước ta đã đạt nhiều kết quả thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng với tập thể Trung ương Đảng bộ chính trị ban bí thư đã vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước trong chỉ đạo các vấn đề đối ngoại quan trọng xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại đánh giá dự báo sát và đúng tình hình biết mình biết người biết thời biết thế từ đó để linh hoạt biết cương biết nhu biết tiến biết thoái trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc một trong những di sản đối ngoại mang dấu ấn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là việc chúng ta không chỉ giữ vững trong ấm ngoài êm để phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế đang trải qua những biến động lớn, rất phức tạp mà còn nâng lên tầm cao mới với chất lượng mới, nội hàm chiến lược mới, độ tin cậy chính trị cao hơn và từ đó hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn trong quan hệ với các nước láng giềng, các cường quốc hàng đầu, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, cũng như uy tín, vị thế mới của Việt Nam trên cả bình diện song phương và đa phương. Những thành tựu này đã góp phần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trực tiếp tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, nhà nước ta, đồng chí Tổng Bí thư luôn để lại cho các đối tác, bạn bè quốc tế ấn tượng tốt đẹp về một nước Việt Nam phát triển năng động, giàu văn hiến, hòa hiếu, đề cao chính nghĩa, lẽ phải, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng xử có lý, có tình, là bạn bè thủy chung, đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Về hình ảnh một nhà lãnh đạo có uy tín lớn, có tầm nhìn xa trong rộng, tư duy sắc bén, ứng xử mẫu mực, tinh tế, chân thành, gần gũi và giản dị. Với ngành ngoại giao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhiều tình cảm đặc biệt. Bên cạnh hội nghị đối ngoại toàn quốc vào tháng 12 năm 2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 6 lần dự và phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị ngoại giao, trong đó có 5 lần dự trên cương vị Tổng Bí thư. Nội dung phát biểu của đồng chí tại các hội nghị này đã chỉ đạo toàn diện, sâu sắc trong công tác đối ngoại, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong triển khai đồng bộ, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng. Đồng thời, gợi mở nhiều chủ trương, định hướng chiến lược về xây dựng, phát triển ngành ngoại giao theo hướng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp. Đồng chí đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại, ngoại giao toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức và trình độ chuyên môn. Cán bộ đối ngoại, ngoại giao vinh dự được tháp tùng phục vụ đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, bên cạnh trực tiếp linh hội các chỉ đạo về đối ngoại của đồng chí, luôn cảm nhận rõ tình cảm ấm áp, gần gũi, chia sẻ và động viên của người đứng đầu đảng, không chỉ về công việc mà cả cuộc sống, nhất là với những cán bộ ngoại giao đang công tác xa tổ quốc và quê hương. Đội ngũ cán bộ trong ngành ngoại giao mãi ghi nhớ và thấm nhuần lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một nhà ngoại giao, một nhà hoạt động đối ngoại giỏi, trước hết phải là một nhà chính trị giỏi, luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc của chế độ làm kim chỉ nam trong hành động, luôn luôn ghi nhớ rằng Phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Cá nhân tôi có vinh dự được tham gia phục vụ nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của đồng chí Tổng Bí thư cũng như một số dịp được trực tiếp báo cáo đồng chí về công tác đối ngoại. Cũng như nhiều cán bộ đã từng làm việc, tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cảm nhận rõ từ đồng chí một nhà lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tầm, nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng, rất kiên định nguyên tắc nhưng rất sáng tạo, mềm dẻo, rất thông tuệ, uyên bác cả về lý luận và thực tiễn, có phương pháp khoa học nhưng mộc mạc khiêm nhường, lắng nghe, gần gũi, thân tình, là quan. Có lẽ ẩn sau trong đồng chí Nguyễn Phú Trọng là những phẩm chất tốt đẹp của bản sắc văn hóa và cốt cách con người Việt Nam, không ngừng tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý chí cuột cường nhưng hòa hiếu, trọng tình, trọng nghĩa, đề cao đồng thuận, đoàn kết trong toàn đảng, toàn dân và đoàn kết quốc tế. Tất cả là bạn bè, là đối tác vì một thế giới hòa bình, hợp tác và cùng phát triển tất cả những yếu tố đó đã tạo nên phẩm chất, nhân cách của một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước, nhân dân ta, được bạn bè quốc tế trân quý. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa cùng các bậc tiền bối cách mạng, nhưng di sản đồng chí để lại vô cùng quý giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đảng và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy thành tựu đối ngoại của đất nước, noi theo tấm gương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Toàn ngành ngoại giao nỗ lực hết sức mình, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, gián sức phấn đấu, rèn luyện để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn giữ một chữ tình. 50 năm quên biết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Túc cho biết, kinh qua nhiều chức vụ, chức trọng, nhưng Tổng bí thư luôn giữ tình đồng chí, tình đồng đội, tình bạn bè không có thay đổi. Chiều trung tuần tháng 7, trong căn phòng riêng đầy sách, ông Nguyễn Túc Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ với báo Giao thông. Cả đêm ngày 19 tháng 7, ông không thể nào chợp mắt sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Những ngày qua, các kỷ niệm, ký ức về Tổng Bí thư ủa trở về trong tâm trí vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Túc kể, lần đầu ông làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là năm 1971. Khi ấy, Tổng Bí thư đang là biên tập viên của Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, ông nguyễn túc lúc đó là thư ký của đồng chí hoàng quốc việt một trong bảy ủy viên ban chấp hành trung ương lâm thời do yêu cầu công việc nên ông túc thường xuyên phải làm việc với tạp chí cộng sản đồng thời ông cũng là cộng tác viên của tạp chí vì vậy tổng bí thư và ông coi nhau như đồng nghiệp như những người bạn hơn nửa thế kỷ qua không chỉ riêng tôi mà nhiều đồng chí ở thời đó đều thấy rằng tuy đồng chí nguyễn phú trọng kinh qua nhiều chức vụ quyền cao chức trọng nhưng tình đồng chí tình đồng đội tình bạn bè không có gì thay đổi vẫn đầm ấm như xưa không bao giờ đồng chí nghĩ mình là tổng bí thư chủ tịch nước chủ tịch quốc hội hay người có quyền có chức mà coi nhẹ anh em ông nguyễn túc nói về sau này khi đồng chí nguyễn phú trọng ở những vị trí lãnh đạo cấp cao ông nguyễn túc ít gặp hơn tuy nhiên theo ông túc mỗi lần thấy ông ở hội nghị đồng chí nguyễn phú trọng đều gặp có lúc tổng bí thư trách nhẹ ông sao dạo này bác ít khi đến gặp tôi ông túc trả lời tôi sợ đồng chí nhiều công việc bận quá nên không muốn làm phiền một kỷ niệm in đậm trong tâm trí ông nguyễn túc đó là lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dì tay cảm ơn ông vì ông dám nói thẳng, nói thật. Đó là thời điểm đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tổ trưởng tổ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, lần thứ 10 của Đảng. Khi đó, ông Túc là tổ viên với tư cách là đại diện dân vận mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 10 dự kiến bỏ chữ không nhỏ khi nói tới đội ngũ cán bộ, đồng viên suy thoái. Trong một cuộc họp, có ý kiến muốn đề nghị được bỏ chữ không nhỏ trong ngữ cảnh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền thoái hóa biến chất. Lúc đó, với tư cách là thành viên của tiểu ban thay mặt cho dân vận mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Túc có một phát biểu thẳng thắn. Theo tôi chưa thể bỏ được chữ không nhỏ, vì bây giờ họ ăn một cách quyết liệt, ăn tập thể. Lúc này, có một số ý kiến phát biểu khác, nhưng ông Túc khẳng định ông đã nói đúng sự thật. Đến buổi chiều cùng ngày, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lúc đó là bà Nguyễn Thị Doan cho biết, đội ngũ cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị vi phạm kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua tăng gấp rưỡi so với các nhiệm kỳ khác. Thời điểm này, đồng chí Nông Đức Mạnh, khi đó là Tổng Bí thư nói, thế thì bỏ làm sao được chữ không nhỏ. Ông Túc nhớ lại. Ông Túc cho biết, cũng trong chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dì tai ông và nói, rất cảm ơn bác, phải có những người dám nói thẳng, nói thật, nói trung thực và nói xây dựng như bác thì đảng ta mới nắm chắc được tình hình. Ông Nguyễn Túc chia sẻ, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một giáo sư về xây dựng đảng nổi tiếng, sách vở cho kiến thức, cuộc sống dày dạn cho đồng chí kinh nghiệm. Trong kể thừa và phát huy những kinh nghiệm của các ban chấp hành trung ương các khóa trước, đặc biệt từ xuất phát điểm do đồng chí Trường Trinh khởi xướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần rất quan trọng cùng trung ương điều hành đất nước trong tiến trình đổi mới, tiến lên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế như hôm nay được nhân dân đồng tình ủng hộ có công đóng góp rất lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh. Ông Túc đánh giá Tổng Bí thư là một người cộng sản chân chính. Từ nhỏ, xuất thân từ gia đình thuần nông nghèo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn ham học, ham phấn đấu và được kết nạp Đảng khi 23 tuổi. 51 năm quen biết và nhiều lần được làm việc cùng Tổng Bí thư, ông Túc cảm phục, khẳng định gia đình Tổng Bí thư là một gia đình mẫu mực khi không chỉ Tổng Bí thư mà phu nhân, các con của Tổng Bí thư đều có lối sống rất khiêm nhường, bình dị.